thôi. Bây giờ mình sẽ làm một trò rất vui đó. Bây giờ đây một con cọc kẽm. Cọc kẽm xuống. Bình thường đúng không? Bây giờ còn một biết đúng không? Tài năng biết. Còn bây giờ anh có cọc kẽm. Cọc kẽm này mình tua được 1.000 năm trước. Thì sao? Trời ơi. Dạ. Cái này nó biết đọc suy nghĩ như là người đó. Là người có giống một suy nghĩ được nha. Nhưng mà cọc kẽm này đọc suy nghĩ được. Bây giờ lại không hai người luôn, hai người lấy không lấy tay này, còn lấy tay mình nào, tay mình của mình đó, dạ, dạ, rồi, tôi lấy cái này, rồi dạ, nhìn kỹ nha, bạn nhớ con này đúng không, hai người nhớ không, nha, cơ thì chúng ta chưa thể biết con nào được đúng không? Cơ bài có 13 con khác nhau mà. Giờ thế mà.